Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Vông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Gói thầu có giá 277,123 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách trung ương. Hợp đồng được triển khai trong thời gian 540 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Gói thầu thu hút 4 nhà thầu tham dự, kết quả liên danh công ty cổ phần Đạt Phương, công ty cổ phần Núi Hồng trúng thầu với giá 275,716 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,5%. 3 nhà thầu còn lại cùng bị loại tại bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm gồm Tổng công ty cơ khí xây dựng Thăng Long, công ty cổ phần xây dựng đầu tư 492, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Trung Chính.